Welcome to our class today. Unit 2, My House. This unit includes vocabulary, pronunciation, grammar, skills, and everyday English. Okay, now, today we continue with Unit 2, My House, A Closer Look 2. Now, class, open your book please, page 18. Các em mở sách ra trang 18 giúp cô ha. Grammar. In this grammar with 32 parts, possessive case and preposition of place. Okay, now the first vocabulary. We have some vocabulary. Grandmother. Small. Computer. Motorbike. Draw house, wardrobe, pillow. Okay, now class, listen and repeat. Grandmother, small, computer, motorbike, draw house, wardrobe, pillow. Okay, now one more. Grandmother, small, computer, motorbike, doghouse, wardrobe, pillow. Okay, now class, take note in your notebook. Kèm ghi chú vào vở giúp cô ha. Rồi mình chú ý giúp cô là khi mà mình ghi từ vựng thì mình chỉ cần ghi cái phần tiếng Anh nè, cái loại từ nè và cái tiếng Việt. Mình không cần phải ghi cái phát âm này đâu nha các bạn, cái phiên âm này mình không cần phải ghi ha. Mình chỉ ghi cho cô là đủ 3 yếu tố màu, cái màu đen nè, là mình ghi 3 yếu tố này ha. Okay, now class, listen and repeat again, please. Các em nghe và đọc lại một lần nữa nha. Grandmother, small, computer, motorbike, dog house, wardrobe, pillow. Okay, next. Grammar, possessive case, sở hữu cách. Rồi, sở hữu cách có nghĩa là gì các em? Là một cái hình thức là quyền sở hữu của một người với một người hay là một cái vật khác ha. Remember, cô có một cái ghi nhớ cho các em nè. One, we use grammar as after a proper name. Tức là sao đây? Chúng ta sẽ dùng cái phẩy S này sau cái danh từ riêng ha, danh từ riêng hoặc là tên riêng đó các em, tên riêng. For example, this is Eleanor's room. Rồi, ở đây là căn phòng của Eleanor. Đây là chỉ sở hữu ha, căn phòng của Eleanor. Rồi, tiếp. Number 2, we use common as after singular noun. For example, this is my mom's book. Chúng ta sẽ sử dụng phẩy S, dùng cái phẩy S này phía sau một cái danh từ số ít. Danh từ số ít ở đây là mom, chỉ người ha các em, danh từ chỉ người, mom. This is my mom's book. Đây là quyển sách của mẹ tôi. Đây là cuốn sách, quyển sách của mẹ tôi ha. Ok. Now next. Activity 1. Choose the correct answer.
các em sẽ chọn đáp án đúng. Rồi mình dựa vào cái ngữ pháp mà cô vừa mới hướng dẫn, cô vừa mới trình bày cho các bạn đó. Các bạn sẽ làm cho cô 5 cái câu này trong bài tập số 1 ha. Mình sẽ chọn coi trong cái ngoặc này từ nào là đúng, từ nào là đúng với cái sở hữu cách mà cô vừa mới trình bày với các em ha. Ok, now class do exercise 2 minutes. Okay, now we check the answer. Number one, my grandmother's house is in Hanoi. Number two, this is my sister's desk. Number three, my cousin's, that's my uncle. Four, Nam's house is small. Number five, there are two bedrooms in Aunt's flat. Okay, now class. Check note in your book. Các em ghi chú vào sách giúp cô ha. Mình sửa bài và ghi chú vào sách. Ok, next. Activity 2. Complete the sentence with the correct possessive pronoun. Bây giờ bài này các em sẽ hoàn thành câu với những cái sở hữu cách đúng với cái từ trong ngoặc này nè. Rồi, ok. Now class do exercise 2 minutes. Okay, number one, Thục Anh is Miss Carlson. Rồi, Mi ở đây là một cái danh từ riêng các em, là một cái tên riêng, cho nên là mình sẽ phải S phía sau thì nó sẽ ra hình dạng sở hữu cách mà mình đã học nha. Okay, tương tự, number two, this is their teacher's chair. Number three, this is Nick's computer. My father's motorbike is in the garden. Number five. My brother's bedroom is next to the living room. Okay, now class, check note in your book. Các em ghi chú vào sách ha. Ở đây, me, Nick là tên riêng ha. Cho nên mình sẽ phải S phía sau. Và teacher, father, brother là danh từ số ít. Danh từ số ít, cho nên là mình sẽ phải S phía sau ha. Phải S phía sau danh từ số ít. Ok. Next. The second. Preposition of place. Preposition of place, that means giới từ chỉ nơi chốn á các em. Giới từ chỉ nơi chốn, chúng ta sẽ qua cái phần ngữ pháp thứ hai trong bài học này là giới từ chỉ nơi chốn. Ok, giới từ chỉ nơi chốn mình sẽ cô sẽ giới thiệu với các em một số giới từ ha. Remember, ghi nhớ nè. Preposition of place derives where people or things are. These are some preposition of place. Rồi, những cái giới từ chỉ nơi chốn thì sẽ mô tả con người hay là đồ vật ở đâu đó ha.
và một số cái giấy tờ chỉ nơi chốn mà mình thường gặp nè các em. In ở trong, on ở trên, behind ở phía sau, under ở dưới, next to bên cạnh, kế bên, in front of ở phía trước, between ở giữa. Okay, now class, listen and repeat. In, on, behind, under, next to, in front of, between. Okay, next. Cô vừa giới thiệu với các em xong những cái giấy tờ chỉ nơi chốn ha, là mình sẽ có những giấy tờ chỉ nơi chốn này là thường gặp ha, thông dụng và thường gặp. Ok, next. Activity 3. Write the correct preposition in the box under each picture. Say a sentence to describe the picture. Bây giờ các em sẽ viết những cái giấy tờ chỉ nơi chốn đúng ở trong cái ngoặc á, ở trong cái khung này nè ha, với mỗi cái bức tranh phía dưới đây, và chúng ta sẽ đặt thành một cái câu để mô tả về cái bức tranh đó. For example, ở đây cô có một cái ví dụ ha. Rồi, mình có một số cái giấy tờ chỉ nơi chốn mà cô vừa mới giới thiệu với các em xong đó. In, on, next to, behind, in front of, under and between. Now for example. Rồi mình look at the picture. Các em nhìn vào bức tranh này giúp cô ha. Rồi, vậy mình nhìn bức tranh này mình có là một chú chó và một cái ghế. Vậy các em nhìn cho cô ha. Ở đây mình sẽ sử dụng là giấy tờ on và mình sẽ mô tả một cái câu là the dog is on the chair. Con chó thì ở trên cái ghế. Ok. Now, do exercise. Tương tự như bài này, các em làm bài tập cho cô như là cái ví dụ mà cô vừa mới ví dụ ha. Rồi, ở hình số 2 này, các em nhìn coi vị trí của chú chó ở đâu ha. Rồi, tương tự, cái câu số 3 cũng vậy. Rồi, các em làm cho cô tới câu số 7. Ok, now class, do exercise 3 minutes. Okay, we correct the answer. Number 2. Next to the sentence. The dog is next to the armchair. Okay, 3. Behind the sentence. The cat is behind the TV. Okay, now class, check note in your book. Các em ghi chú vào sách ha.
net. 4. In. The cat is in the wardrobe. Number 5. In front of. The dog is in front of the dog house. Okay, now check note in your book. Ghi chú màu sắc ha. Net. 6. Between the sentence. The cat is between the lamp and the armchair. 7. Under the sentence. The cat is under the table. Okay, now check note in your book. Okay, next. Activity 4. Look at the picture and write T, 2, or F, false. For each sentence, press the false once. Các em sẽ nhìn vào bức tranh và viết chữ T nếu mà nó là đáp án đúng, và hoặc là viết chữ F nếu nó là sai cho mỗi cái câu phía dưới đây, và chúng ta sẽ sửa lại những cái câu mà sai ha. Cô sẽ ví dụ nè. For example, the books are under the table. Are under the table. Rồi, vậy câu này là telephone. À, phone. Chúng ta sẽ correct sửa lại cái chỗ sai ha. The books are on the table. On, not under. Okay. Now, next. Now, look at the picture and do exercise 3 minutes. Các em nhìn vào hình và làm bài tập này giúp cô ha. 3 phút. Okay, now correct the answer. Number 1. The dog is behind the bed. Your phone. 2. Okay, number 2.
The school bag is on the table. Phone. The school bag. School bag. Where? School bag. On the table. No, phone. Correct answer. The school bag is under the table. Okay. Number 3. The picture is between the clocks. Telephone, phone. Oh, correct. The clocks is between the two pictures. Number 4. The cat is in front of the computer. 2. And number 5. The cup is under the pillow. Phone. The cup is on the pillow. Okay, now class, take note in the notebook. Các em ghi chú vào tập luôn cho cô ha. Okay, next. Number 5. Game. Work in pairs. Look at the picture in four carefully and then cover it. Ask and answer questions about the positions of things in the picture. Các em sẽ làm việc theo cặp, nhìn vào những cái bức tranh ở bài tập 4 thật là cẩn kỹ hoặc là cẩn thận ha. Và sau đó mình sẽ che nó lại, hỏi và trả lời các câu hỏi về vị trí của các đồ vật trong bức tranh với bạn của mình ha. Rồi trong cái game này thì mình tạm thời lướt qua ha các em. Các em có hỏi tự chơi với anh chị em ở nhà mình ha. Okay, homework. Learn by heart preposition of place and possessive case. Do exercise in workbook. Prepare for unit 2, skills 1. Các em bài tập về nhà. Các em sẽ học thuộc lòng cho cô là những cái giới từ chỉ nơi chốn và cái sở hữu cách ha, cách sở hữu cách. Rồi, tiếp theo, các em sẽ làm cho cô những cái bài tập trong quyển sách vở bài tập của mình ha, và chuẩn bị tiếp cho cô là bài skill 1 của unit 2. Okay, goodbye class.